dành một trái tim lớn thật đông nghiêng để cùng chào đón sự xuất hiện của Aiza. Hello baby, are you ready? Aiza chưa nghèo, are you ready? Ok, hứa nhau, vẫy ba nốt luôn nha, mọi người. Yeah.
Thank you.
Alright? Are you ready to have fun? Are you ready to have fun? Alright, một số chương trình. Bây giờ Isaac chơi playback chứ đúng không ạ? Đúng không ạ? Isaac xin vài phút nhá. Alright? Ok. Đầu tiên sẽ là một bản remix của một ca khúc mà Isaac rất là vui khi mà ca khúc này, khi mà Isaac tham gia chương trình remix còn được rất là nhiều sự thích của khán giả. Và đây là bản remix của Modern Talking bài hát mang tên Sherry Lady. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức ạ. One, two, three, go! I'm hurt.
see if I had no purchase for a second. You get back over to me. So this now go.
Ai dẫn biết chắc chắn là chưa đã đâu.